Một vị hỏi đó, việc ngồi thiền và nằm thiền giống nhau và khác nhau như thế nào? Ngồi thiền và nằm thiền, nếu mà nói ngắn gọn đó, giống nhau về đề mục, khác nhau về oai nghi. Giống nhau về đề mục như thế nào? Đó là trong tất cả các oai nghi, dù chúng ta ngồi, nằm hay đi đứng, chúng ta đều phải theo dõi cái đối tượng thiền của mình. Hành thiền là phải có đối tượng để tập trung cái tâm vào. Đó. Chứ không phải là chúng ta ngồi rồi cái đầu óc chúng ta nó giữ cho một cái đầu óc trống rỗng thì không đúng. Đấy. Phải có đối tượng để tập trung. Rồi như thế nào là khác nhau về oai nghi? Đối với người tham dục nhiều thì họ cái oai nghi phù hợp đối với họ đó là đứng và đi, không nên ngồi nhiều, không nên nằm nhiều đối với người tham dục. Còn đối với người sân nhiều á thì oai nghi thích hợp đối với họ đó là ngồi và nằm. Đấy. Mà cư sĩ thời nay đó thì trong bốn oai nghi thì họ đa phần là họ khoái ngồi, còn ba oai nghi còn lại thường hiếm khi nào họ chịu hành thiền. Rồi một vấn đề nữa đó là gì? Cái tư thế nằm thiền chỉ nên thực hiện, và nếu như nói theo kinh là chúng ta chỉ được thực hiện khi nào cơ thể không thể chịu nổi nữa, có nghĩa là khi nào chúng ta không đứng nổi nữa, không đi nổi nữa, không ngồi nổi nữa, cơ thể đau nhức, khi mà ba oai nghi còn lại không thể làm được nữa thì khi đó chúng ta mới nằm thiền. Chứ không phải là còn ngồi được, còn đi được, còn đứng được mà mình lôi ra mình nằm thiền thì nó sai. Trong kinh Đức Phật nói chỉ khi nào nghỉ ngơi đi, chỉ khi nào mà nằm đấy, khi không thể tiếp tục các cái oai nghi còn lại được nữa thôi. Và khi nằm như vậy, vị ấy nằm nghiêng về bên phải, cái tư thế nằm thiền nằm nghiêng về bên phải, hai chân đặt lên nhau, giữ chánh niệm. Đó, giữ chánh niệm với ý thức là ta sẽ tỉnh táo, có chánh niệm thì vì một vị chánh niệm đó, vị ấy sẽ không có ngủ mê, không có ngủ quên. Nhưng là trường hợp mà ngày mai, trong kinh ngày mai tôi sẽ nói đó là gì? Đức Thế Tôn khi mà ngài đau lưng, khi ngài đau lưng ngài nằm nghỉ thì cái sự nằm nghỉ của ngài, cái ngài nằm, khi ngài nằm ngài vẫn giữ chánh niệm, ngài vẫn giữ chánh niệm, và khi ấy ngài không có ngủ quên. Nhưng mà đề Bà Đạt Đa đấy bắt chước Đức Thế Tôn khi đau lưng cũng nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng mà do thất niệm á, cho nên là ngủ quên mất. Thành ra nếu mà quý vị muốn mà nằm thiền đó, thì chúng ta phải hiểu trường hợp nào chúng ta mới được phép nằm thiền, chứ không phải là mình cứ nằm tối ngày rồi mình nói là tôi đang hành thiền. Cẩn thận ha, coi chừng là chúng ta dễ vui mà chúng ta không biết. Những cái câu hỏi đó quý vị vui lòng gửi theo cái đường liên kết ha, gửi cái đường liên kết ha, tại vì sư phải ưu tiên là những người hỏi trước thì trả lời trước ha, hỏi sau trả lời sau.